hôm nay chúng mình đi đâu thế? Chúng mình đi gặp bạn Lưu Nhi. Hôm nay chúng em đến đây để khám phá cắm trại ở biển Bãi Lư và thu thập những mẫu vật ở biển Bãi Lư. Con cháu mới bắt được một con cua. Và em kiếm được con ốc và con sò nữa. Con đã tìm được rất nhiều sinh vật biển và con rất ngạc nhiên khi nó đã làm cho nước sạch hơn và trong hơn.